Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm món gà sốt mật ong. Để làm cái món này, ở đây mình có thịt gà. Thịt gà ở đây là 1 kg. Mình dùng thịt gà đùi trên không xương. Các bạn có thể dùng ức gà cũng được nữa. Để ướp thịt gà, ở đây mình có 1 muỗng cà phê bột niêm gà, 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê bột tỏi, 1 muỗng cà phê bột hành, 1/2 muỗng cà phê tiêu, 4 muỗng canh nước. Và cái phần bột chiên gà thì ở đây mình có 1 cái trứng gà. Một muỗng cà phê bột tỏi, 1 muỗng cà phê muối và 1 muỗng cà phê bột nở, 65g bột năng và 100g bột mì, 2 muỗng canh dầu, ở đây mình xài là dầu ô liu, và 200ml nước và nước sốt để mình sốt gà. Ở đây mình có 8 muỗng canh đường. Tương cà mình xài 10 muỗng canh, 10 muỗng canh nước, 2 muỗng canh mật ong, 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê dầu mè và 1 ít mè nữa cho nó thơm. Tiếp theo mình sẽ đi cắt thịt gà. Thịt gà thì mình sẽ cắt miếng dừa ăn. Mình cắt nó ra dài như vậy nè, rồi mình cắt lại làm hai thôi. Khi mình chiên nó sẽ nhỏ lại nữa. Thịt gà đã cắt xong rồi, bây giờ mình đem ướp. Mình bỏ vô đây 1 muỗng cà phê bột niêm gà, 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê bột tỏi, 1 muỗng cà phê bột hành, 4 muỗng canh nước. Và 1/2 muỗng cà phê tiêu. Mình trộn lên cho nó đều. Xong rồi mình để tủ lạnh ngăn mát 30 phút cho nó thấm nha các bạn. Tiếp theo mình sẽ đi làm bột để chiên gà. Mình bỏ vào thau 1 cái trứng gà và 200ml nước. Xong rồi mình bỏ vào đây 1 muỗng cà phê bột nở, 1 muỗng cà phê tỏi và 1 muỗng cà phê muối. Rồi mình bỏ vào đây bột năng luôn, bột mì nữa. Mình trộn lên cho nó đều nha. Bây giờ mình thấy nó đặc vậy á, chứ một chút mình bỏ dầu vô là nó sẽ lỏng ra. Bây giờ mình bỏ dầu vô nha, 2 muỗng canh dầu. Ở đây mình xài là dầu ô liu á. Và cái bột sau khi mình trộn lên rồi á là nó giống như vậy nè. Nó lỏng lỏng như vậy đó các bạn. Rồi như vậy là được rồi đó ha. Bây giờ mình sẽ bỏ gà vô. Tiếp theo mình sẽ đi pha nước sốt. Mình bỏ vào chén 10 muỗng canh tương cà, 8 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê muối,
2 muỗng canh mật ong. Một muỗng cà phê dầu mè. 10 muỗng canh nước. Xong rồi mình khuấy lên cho nó tan. Và mình để đây một chút, mình đi sốt gà nha. Tiếp theo mình sẽ đi chiên gà. Chảo dầu nóng rồi mình sẽ bỏ gà vô. Gà đã chiên xong rồi, bây giờ mình đi sốt gà nha. Chảo nóng rồi mình bỏ nước sốt vô đây. Rồi mình đợi cho nó sôi lên rồi mình sẽ bỏ gà vô mình trộn nha. Nước sốt đã sôi lên rồi, bây giờ mình sẽ bỏ gà vô nha. Rồi mình trộn lên cho đến khi nào nước sốt nó hơi khô lại á. Nó khô vừa thôi chứ đừng có khô lắm thì sẽ không ngon đâu nha. Wow, rất là thơm luôn á các bạn. Thơm mùi tương cà, mùi dầu mè, mùi gà chiên nữa, rất là thơm luôn. Và khi mình ăn mình sẽ rắc lên đây một ít mè. Và đây, món gà sốt mật ong của mình rất là hấp dẫn ha các bạn. Cái màu vàng vàng, nâu nâu và mè nữa, nhìn rất là hấp dẫn luôn. Và mình ăn với cơm trắng. Gắp một miếng gà ăn thử nha các bạn. Nhìn hấp dẫn quá à. Rất là ngon luôn các bạn ơi. Mềm mềm, giòn giòn. Mình ăn với cơm trắng nè. Miếng gà giòn giòn, rất là ngon luôn. Chua chua, ngọt ngọt. Ngon lắm các bạn. Thịt gà vẫn mềm. Bên ngoài thì bột giòn giòn. Bột giòn không cứng lắm, rất là ngon luôn. Mình ăn với dưa leo. Món này có thể ăn với salad hoặc dưa leo. Miếng gà nè các bạn. Nhìn rất là hấp dẫn. Ngon lắm các bạn ơi. Rất là vừa ăn. Thơm mùi mật ong. Chua chua của tương cà, ngọt ngọt. Thơm mùi dầu mè. Rất là ngon luôn. Thơm quá à. Món này ăn rất là đưa cơm các bạn ơi. Rất là ngon, các bạn hãy làm thử ăn nha. Ngon lắm các bạn ơi, các bạn hãy làm ăn thử nha. Và các bạn có thích video của mình thì hãy bấm like và đăng ký để ủng hộ mình nha. Bây giờ mình xin chào, hẹn các bạn video lần sau.